Ok. Chúng ta bắt đầu nha. Thầy không thấy bạn Sam với không thấy bạn bạn Mai Anh Tuấn là thầy không biết bạn nào luôn. Ok. Bạn Thanh Bình đâu hết? Ok, Mai Anh Tuấn không biết Sam hay là Thanh Bình. Ok, let's Cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay, xin Chúa giúp chúng con học về bài học về Kinh Thánh. Và giúp chúng con hiểu biết thêm Chúa dạy như thế nào về Tết hoặc là New Year ở trong Kinh Thánh như thế nào. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm và con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ok. Nước Việt Nam, con có coi cái đoạn video về phong tục Việt Nam mà thầy gửi chưa? Của ông Nguyễn Ngọc Ngạn đó. Mary. Mấy nay em có vào nhóm thầy ơi, Không có vào nhóm bận quá trời bận, quá chừng việc bận quá hả? trời bận. Rồi thì ngày Tết thì ở Việt Nam á, Việt Nam của mình là dưới 1.000 năm đô hộ của giặc Tàu, của quân Trung Quốc, cho nên 1.000 năm thì bao nhiêu cái phong tục bên Trung Quốc nó đem qua, là phong tục này phong tục kia đem hết qua, cho nên mình là cứ ảnh hưởng của Trung Quốc hết quá chừng luôn. Đầu tiên đó, Tết là chúng ta thường thấy là bên Trung Quốc cũng như Việt Nam là họ mặc cái áo đỏ. Màu đỏ là màu của sự may mắn. Nhưng mà con biết á, là cái nguồn gốc của màu đỏ đó nó không phải là của sự may mắn đâu. Ngày xưa á, người ta sợ, ma, ta sợ quỷ. Cho nên vào cái đêm 30 Tết á, ta gọi là cái đêm trừ tà hoặc là đêm trừ tịch. Cho nên họ kêu mấy đứa con nít mà 100 đến 200 đứa mặc cái áo màu đỏ rồi cầm mấy cái trống đi khắp làng khắp xóm để bổ trống để đủ quỷ à, cho nên từ đó về sau á, nó chuyển thành cái đồ mặt mặt đỏ là đủ quỷ chứ không phải là mặt đỏ là để may mắn đâu. Rồi trong ngày xưa thì người ta không có bếp, không có xi măng, cho nên người ta chỉ dùng mấy cái cục đá hoặc là cục gạch để ta nấu bếp. Thì ba cái cục gạch để vô à, chưa có được cái kiềng ba chân bằng sắt nữa, nó chỉ có bằng gạch thôi đó. Nhà nào giàu lắm mới có được cái kiềng ba chân đó. Hồi thời xưa là đồ nhựa không bao giờ có luôn, chưa có đồ nhựa đó. Chưa có xi măng vậy đó, chỉ có bằng gạch thôi đó. Gạch nó làm bằng đất hoặc là mấy cục đá. Thì ông bà xưa cái nào thấy cái mấy cái cục gạch đó, cái họ ngồi họ nhìn ba cái cục gạch đất đen thui đó, cái họ tưởng tượng lên cái câu chuyện của một bà vợ. Bà vợ có ông chồng, cái ông chồng đánh bà vợ bà buồn quá, bà bỏ bà đi, rồi cái bà đi theo một cái ông chồng mới, rồi ông chồng cũ ở nhà ông ăn năn, ông năn năn cái sao ông cái ông chui vô lửa ông tự tử ông chết. Cái bà vợ đó bà quay về mới thấy ông chồng cũ của bà quay thương bà vô tự lửa chết, cái bà cũng nhớ lại tình cũ bà nhảy vô lửa bà chết. Cái ông chồng mới cũng thấy vậy cái nhảy vô lửa chết theo luôn. Rồi cái ba người cứ lên trên trời cái gặp ông Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng thấy ôi cảm động quá nên cho ba người này trở thành ba ông thần bếp, thành ba ông táo. Một ông Ủa? một vợ hai chồng, thấy không, có nhiều cái biến thể. Có người này kể chỗ này, người này kể chỗ kia mà cũng giống y chang, cũng cũng câu chuyện một vợ hai chồng y chang vậy đó, đúng không? Thế gian một vợ một chồng được như ông táo hai ông một bà, thấy không? Vậy thì thế thì câu chuyện mà người ta tưởng tượng nên á, cũng trở thành cái câu chuyện của Kinh Thánh. Câu đó là một câu chuyện trở thành cái phong tục rồi tự nhiên cái người ta thờ vớ vẩn kìa à. Rồi cái gì nữa à, ta sợ lắm. Ngày xưa người ta cứ kêu là mưa là do rồng phun nước xuống, cho nên trời mà thiếu mưa năm đó hạn hán là chắc đó năm đó thiếu rồng, cho nên ông trời ông kêu có cuộc chạy đua để tuyển rồng hết mấy cái con nào cá dưới sông, rồi con cá con cua con sò con lươn con nào dưới sông cũng được, nó bò 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 chạy dưới sông á, con nào mà chạy trên dòng sông đó là dòng sông Dương Tử, nó có nhiều cái cửa ải cuối cùng là cửa Vũ Môn, con nào mà nhảy qua vượt qua cửa Vũ Môn thì sẽ trở thành rồng. Cái con cá nó cá chép á, nó nhảy qua trước cái nó thành rồng. Cái năm đó cái có rồng, em ông táo ông cởi rồng ông quay về ông báo cáo với Ngọc Hoàng. Cái việc tưởng tượng không có đó mà ta tưởng tượng ra cuối cùng mới trở thành cái phong tục.
rồi cái tới ngày 23 tháng chạp cái ra ngoài chợ cá chép đây, cá chép ông ba ông táo về trời đây, tao bán đầy chợ mua cá chép về phóng sanh. Vô lý không? Rồi gì nữa, con biết ở con đi miền Bắc chưa? Thầy ở đây miền Bắc nè, ở đây ở chỗ Đà Lạt rồi lên ta là hoa đào không chứ không có hoa mai. À, tại vì vùng lạnh á không có hoa mai, chỉ hoa đào thôi. Mà con biết, mà con biết Tết tại sao người ta trưng hoa đào không? Không không hả? Ở ngày xưa người ta kêu là người ta sợ ma quỷ vô nhà, cái nó có hai ông thần gọi là thần trài với thần ốc lỉ. Hai ông này ông dùng cái cành đào ông đánh quỷ đuổi quỷ, khi mà quỷ nó vô làng nó phá thì ông mới dùng cành đào ông đánh. Khi hai ông này đi mất tiêu, ông đi rồi thì quỷ nó vô phá, cho nên dân chúng cứ lấy cành đào đem vô nhà để quỷ nó thấy cành đào nó sợ, nó nhắc lại nó nhớ lại bị đánh nó sợ nó chạy. Cho nên từ đó về sau cái nhà cái nào cũng cắm mấy cái cành đào. Thấy vô lý chưa? Rồi ở ở miền Bắc á, thì Tết người ta không có ăn thịt vịt, còn ở miền Nam á, thì không ăn canh chua, cấm ăn cái thịt vịt tại vì kêu vịt nó là xui xẻo. Rồi ở miền Nam thì kêu là canh chua là thứ mà ăn quỷ nó thích, cho nên ăn canh chua vô cái quỷ nó ăn theo, nó chui vô bụng mình, cho nên không ăn canh chua. Rồi con biết ở nhà, nhà con Tết là không có quét nhà hỏi tại sao không biết không? Tại vì tiền quét thì tiền bạc nó ra rồi khỏi nhà hết. Quét tiền bạc ra hết rồi, làm gì có tiền bạc đó là rác chứ tiền bạc gì. ở bên Trung Quốc á, nó có một cái câu chuyện là vậy nè. Có một cái người thương gia, ông tên là Âu Minh. Một hôm ông đi qua cái một cái hồ gọi là hồ Thanh Thảo, thì ông gặp ông thần thần hồ thủy thần á, hiện lên cái cho ông một cái người nô lệ nữ ở chung với ông. Từ đó ông giàu lên. Một hôm gần Tết á, thì ông dọn qua ông đánh con nhỏ. Nhỏ quá nó sợ quá, nó trốn trong cái đống rác. Bà vợ bà không biết, bà hốt rác bà đổ đi. Từ đó cái họ trở nên nghèo mạt đẹp luôn. Rồi cái cho nên ta có phong tục là tới Tết là không có đổ rác. Quét rác là quét vô trong góc chứ không có đổ. Thấy không? Thấy, nếu mà con truy ra, con nghe câu chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn cái chỗ thầy gửi á, trong nhóm đó, ông kể về sự thích những cái phong tục á, nó nhảm cực kỳ nhảm luôn, vậy mà lại trở thành những cái phong tục mà con Trung Quốc đem qua tưởng tượng ra nữa chứ. Đó rồi. Em sợ chú Ngạn lắm rồi. Dạ nhưng mà nó là cái, những câu chuyện đó nếu con gõ vô mấy cái tích, cái tích gì, cái tích mà treo chữ phúc ở trong nhà đó, treo chữ phúc tới cửa nữa, còn những việc còn nhảm hơn nữa. Có biết sao tại sao ta treo cái chữ phúc lên trước cửa không? Sao hả? Sao vậy? Thầy không biết. Câu chuyện đó từ ông vua Chu Nguyên Chương. Ông vua Chu Nguyên Chương của Trung Quốc đó, ông là người không biết đọc chữ. Rồi ông có vợ làm nông, cho nên ông nó thường ông hay đi vi hành ra giả dạng làm dân á. Thì một hôm tới một cái xóm nhỏ, ông thấy cái xóm nó đông quá, rồi mấy nít nó đang cười cười, rồi người ta cũng cười nữa. Ông như tới lại ông coi thì ông thấy ông họa sĩ ông đang ông vẽ một bức tranh một cô gái ở Tết mà cầm trái dưa chân Tết, mà cái chân của cô gái rất là bự, rất là to, cho nên ta cười. Tại vì phong tục của ngày xưa là con gái chân to là con gái nông dân, còn con gái chân nhỏ là con gái nhà sang, còn nhà giàu kiểu quyền quý là phải bó chân cho chân nó nhỏ lại, còn nông dân là chân bự. Cho nên mấy nít cho mấy người ta rồi cười cái con gái chân to bắp chân thịt bự ta cười. Cho nên ông vua ông chạnh lòng, tại vì bà vợ của ông á, chân rất là to, cho nên ông mới chồng chiếu chỉ với ông quan huyện, bí mật với ông quan huyện á, là hãy ghi tên đánh dấu hết cái nhà nào nào mà nói cười cái bức tranh đó đó. Thì bữa Tết bữa đó là đầu Tết, cho nên ông quan huyện ông đi đến từng nhà, ông dán cái chữ phúc lên từng nhà,
thì ông vua ông người dân không hiểu là tại sao ông Văn Quyện lại đến dán chữ Phúc. Nhưng mà một hồi sau á thì binh lính ập tới, nhà nào có chữ Phúc á, thì họ để, còn nhà nào không có chữ Phúc vô giết hết. Dân chúng không hiểu tại sao từ đó mỗi Tết là nhà nào cũng dán đầy chữ Phúc hết. Thấy nhảm nhí chưa? Từ một cái câu chuyện độc ác của ông vua, vô lý của ông vua lịch sử ghi lại, cái tự nhiên cái trở thành cái phong tục. Thấy vô lý chưa? Mà chữ Phúc đó, chữ Phúc phải ghi chữ ngược nữa chứ, tại vì ông vua không biết chữ. Dán ngược nữa chứ. À, rồi đem qua truyền truyền qua tới Việt Nam, Việt Nam bắt đầu vẽ chữ Phúc rồi dán lên cửa chữ Phúc tiếng Tàu nữa chứ. Rồi không hiểu tại sao tôi bắt chước làm theo. À, rồi cái bịa ra nó là dán Phúc vô nó. Thấy chưa? Đó, toàn là những cái việc mà những cái phong tục Việt Nam chủ yếu là bên Trung Quốc ra. Và những bên đó ra toàn là những cái thứ mà người ta tưởng tượng ra. Rồi những cái câu chuyện mà không có thật. À, thế mà lại trở thành những cái phong tục. Mà hỏi người Việt Nam thì không biết ở đâu ra nữa. Kệ nào nào giờ người ta làm về sao với tôi làm vậy. Thầy thì phải ghét lắm. Cái nào phải có nguyên nhân chứ. Tự nhiên bắt chước làm gì. À, bây giờ chúng ta xem trong Kinh Thánh á, cái Tết nó tổ chức như thế nào nè. Đây, để thầy chia sẻ. Share. Trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 12. Rồi. Xuất Ai Cập Ký đoạn số 12. Đại sứ Ê Giúp Tô. Ủa sao cái mic của bạn nào mà ồn quá vậy ta? Mic của bạn bạn ngoài. Ok, mute. Ok. Đại sứ Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: hãy nhớ rằng cái đây là cái tai nạn cuối cùng mà Đức Chúa Trời giáng cho dân Ai Cập. Cho thì kể lại câu chuyện đó là lúc đó là cái dân Do Thái đang bị làm nô lệ ở xứ Ai Cập. Thì Đức Chúa Trời bảo Mô-xe, bảo là dân Do Thái là hãy để dân của Đức Chúa Trời đi. Nhưng mà ông Pharaon á, là vua của xứ Ai Cập á, ông Pharaon á không cho dân của Đức Chúa Trời đi. Rồi Đức Chúa Trời qua tay của Mô-xe giáng cái tai họa lên trên cho người Ai Cập, giáng chính cái tai họa lên. Ok, tai họa gì thì con tự đọc cuốn sách nha. Sách Xuất Ai Cập Ký. Rồi, thì đây là tai họa cuối cùng. Rồi. Đức Chúa Trời nói: tại xứ Giê-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Đó. Vậy thì cái tháng mà Đức Chúa Trời chọn á cho dân Do Thái làm tháng đầu á, thì nó khoảng là cái tháng đó tiếng Hebrew gọi là tháng Nisan. Ok, thì cái tháng đó nó khoảng vào tháng tư của mình, dao động vào giữa tháng tư của dương lịch của mình. Được chưa? Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng đến ngày mồng 10 tháng này, tính là ngày 10, mỗi gia trưởng tùy theo mình mà phải bắt một chiên con. Vậy việc đầu tiên con thấy á, là cái Tết của người Do Thái nó không bắt đầu từ ngày đầu tiên của một năm, tức là không bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 hay là ngay từ ngày đầu tiên mà tháng đầu tiên, mà cái Tết của người Do Thái lại bắt đầu từ ngày mồng 10, là ngày thứ 10. Đó. Vậy thì có khi nào mà con tưởng tượng ra cái Tết mà tổ chức không ngay ngày 1 mà tổ chức ngay ngày 10? Vậy là từ ngày 1 cho đến ngày 10 là ngồi chờ Chúa, đúng không? Chờ đã đời luôn. Đó. Chờ cho đến ngày 10 rồi thì mới bắt đầu đi bắt một cái con chiên con. Con chiên con tức là con cừu con đó. Con cừu con thì người ta gọi tiếng Việt gọi là chiên con. Nếu nhà nào ít người quá ăn không hết một con chiên con thì hãy chung người lân cận mình tùy theo số người và hãy tính cho mỗi chiên tùy theo sức người ăn hết.
Tức là nhà mình ví dụ như có hai người ba người mà một con chiên con là nguyên cừu ăn đâu hết, có thể là qua người hàng xóm hai gia đình gom lại ăn một con. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên hoặc trong bầy dê, chiên con đực là dê con đực tuổi giáp niên chẳng tỳ vích chi đó. Và tiêu chuẩn cho con chiên hoặc con dê mình chọn đó là con đực khoảng 1 tuổi và không có một cái dấu vết nào hết, không có gãy răng, không có què chân, không có hở móng, tức là không có bệnh, không có gì hết. Đó, để dành cho đến ngày 14 tháng này, tức là không có giết con chiên đó liền, mà để dành con chiên đó ra chờ 4 ngày. Được chưa? Chờ 4 ngày rồi thì cả hội chúng Israel sẽ giết nó vào khoảng chiều tối. Cả hội chúng là tức là nhà nào thì giết con chiên của nhà nấy, chứ không có cần phải đem đến thầy tế lễ. Được chưa? Rồi vào lối chiều, vào chiều tối thì ở người Do Thái á, người ta bắt đầu vào ngày của họ là lúc 6 giờ sáng. 6 giờ sáng của mình là bắt đầu một ngày, cho đến 6 giờ chiều là hết ngày, rồi tới hết qua ngày đêm là bắt đầu từ 6 giờ tối cho đến 6 giờ hôm sau là đêm. Nó khác với cái lịch của mình. Lịch của mình là bắt đầu ban ngày là lúc mấy giờ? Lịch của mình bắt đầu là lúc 12 giờ đêm. Qua khỏi 12 giờ đêm là 0 giờ sáng, rồi 30 phút sáng, rồi tới 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng. Lịch của dương lịch của mình là bắt đầu từ lúc đêm, đúng không? Nhưng mà người Do Thái là bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng. Cho nên chiều tối của họ đó chính là từ 12 giờ trưa cho đến 6 giờ tối. Đó là chiều tối đó. Được chưa? Tại vì qua khỏi 6 giờ là qua ngày hôm sau rồi. Cho nên chiều tối của họ là khoảng từ 12 giờ trưa cho đến 6 giờ tối. Vậy thì nằm khúc giữa là khoảng 3 giờ chiều. Vậy thì cả hội chúng sẽ giết cái con cừu đó đó trong lúc 3 giờ chiều. Rồi, họ sẽ lấy huyết và đem bôi trên hai cây cột, rồi mày cửa của nhà, rồi tức là lấy cái huyết của con chiên đó bôi lên cạnh cửa, bên trên bên trái bên phải cái cửa, rồi nhà nào thì ăn thịt con chiên của nhà đó. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau răm. À, họ ăn chiên quay tức là nướng nướng trên lửa đó, nướng trên lửa với bánh không men, tức là bánh này không có bỏ cái men vô, bánh mì mà không bỏ men vô thì nó phồng phồng bự ra đó là bánh mì, còn bánh không bỏ men vô thì nó dẹp lép à, và rau đắng. Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả đầu giò với bộ lòng. Tức là con chiên này nè, khi mà đem lên quay á là không được cắt đầu ra, không được cắt chân ra. À, với bộ lòng là lấy ra làm sạch rồi để cho vô rồi quay, chứ không được vứt bỏ. Đó, đó là cách mà họ quay con chiên. Thấy lạ chưa? Nào giờ có bao giờ ai mà quay heo kiểu đó không? Ừ. Quay là người ta vứt ra, vứt lòng hết rồi người ta bỏ xong người ta quay không, hay thịt heo không, chứ đâu ai quay cái lòng đâu. Rồi ta cắt cái chân, cái móng chân ta cắt bỏ. Rồi nếu mà con quay con chiên á, nếu mà con để nguyên cái đầu á, quay đầu nhìn cái đầu nó ghê lắm, cái đầu con chiên nhìn nó ghê lắm, giống như con chuột mà ở đầu nó thiệt bự ra vậy, hai răng cửa thiệt bự vậy đó, nhìn nó ghê lắm. Nhưng mà đó là cách mà người ta Đức Chúa Trời bảo họ làm. Vậy hãy ăn thịt đó phải như vậy. Khi mà lúc ăn thịt á thì phải đeo dây lưng nè, là đeo dây nịt á, rồi chân mang giày nè, tay cầm gậy nè, ăn một cách hối hả, ăn một cách lật đật, ăn bụp 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 bụp, chứ không phải ăn ngồi xuống ăn nhâm nhi, ăn từ từ rồi ngồi nói chuyện, không có. Vừa mang giày, vừa đứng, vừa cầm gậy, đeo dây nịt, mặc áo đồ vô, ăn một cách hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Đêm đó ta tức là Đức Giê-hô-va sẽ đi qua xứ Ai Cập hành hại mọi con đầu lòng của xứ Ai Cập, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ai Cập vì ta là Đức Giê-hô-va.
Huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu. Khi ta hành hại xứ Ai Cập thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Tức là khi mà Đức Chúa Giê-hô-va sai thằng chết đến, nhà nào mà không có huyết ở trước cửa thì thằng chết sẽ vào và giết tất cả các con đầu lòng, con từ con người cho đến con súc vật đều bị giết hết. Rồi, vậy đây chính là lễ vượt qua, là ngày đầu tiên và lễ Tết đầu tiên của Do Thái. Vậy bây giờ mình xét xem điều này có ý nghĩa gì? Điều này có ý nghĩa gì? Thứ nhất, đây, thứ nhất trong câu số 3, cái lễ Tết không bắt đầu từ ngày đầu tiên mà bắt đầu ngày thứ 10. Vì Chúa muốn chúng ta chờ đợi Chúa. Khi chúng ta chờ đợi Chúa thì chúng ta sẽ có được sức mới. Trong Esai đoạn 40 câu số 31, nhưng ai trông đợi, tức là ai chờ đợi Đức Giê-hô-va thì chắc sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Trông đợi Đức Giê-hô-va tức là chờ đợi thời gian của Ngài và công việc của Ngài, chờ đợi Đức Chúa Giê-xu đến. Nhớ là những người Do Thái, khi mà ông Ê-sai ông nói cái câu này nè, là 300 năm sau Chúa Giê-xu mới đến. Thì những ai mà chờ đợi sự đến của Chúa Giê-xu thì người đó sẽ được sức mới, được mạnh mẽ. Và ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta những người tin Chúa đang chờ đợi Chúa Giê-xu đến lần thứ hai. Chúa Giê-xu nói là Ngài sẽ quay trở lại lần thứ hai. Và những ai mà mong mỏi sự trở lại của Ngài thì người đó Ngài sẽ cho mão của sự vui mừng, mão của sự Second Timothée, Timothée nhì đoạn 4 câu số 8. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, đây là Paulo nói nè, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Vậy Paulo nói là Chúa sẽ trao mão triều thiên của sự công bình cho Paulo, bởi vì Paulo yêu cái sự trở lại của Chúa, trông đợi sự trở lại của Chúa. Và chúng ta cũng vậy, những người tin Chúa, nếu như chúng ta trông đợi sự trở lại của Chúa thì chúng ta cũng có được cái mão triều thiên giống như vậy đó. Và từ cái lúc mà Paulo nói cái câu này đến bây giờ là gần 2.000 năm rồi. Mà khi mà chúng ta nói về ngàn năm hoặc trăm năm thì không nói về chúng ta mà nói về thế hệ đó. Nếu thế hệ này chúng ta chờ đợi, chúng ta dạy dỗ con cái chúng ta chờ đợi Chúa, con cái dạy cháu chắc chúng ta chờ đợi Chúa, thì như vậy dòng dõi của chúng ta, con cái cháu chắc chúng ta cũng sẽ được mão triều thiên của sự công bình. À, thấy chưa? Vậy Chúa muốn chúng ta chờ đợi cho đến ngày toàn vẹn và đến sự toàn vẹn của Chúa. Và chờ đợi cho đến ngày thứ 10 thì mới bắt đầu câu số mấy rồi. Thì mới bắt đầu bắt cái con chiên con. Mà tại sao phải chờ đến ngày thứ 10? Đến ngày mùng 10 tháng này, tại sao phải chờ đến ngày thứ 10 mà không ngày thứ 8, ngày thứ 9? Tại vì trong Kinh Thánh, cái số 10 là cái số hoàn hảo. Số 10 chỉ về quyền lực của Đức Chúa Trời, chỉ về cái sự hoàn toàn diện, chỉ về trật tự, chỉ về cái sự hoàn hảo của thánh khiết. Ví dụ như là chúng ta có 10 ngón tay, 10 ngón chân, hoàn hảo, đúng không? Ai mà có khi có người 11 ngón, 12 ngón tay, 12 ngón chân nhìn thấy rất là kỳ. Okay. Dư, nó bị dư. À, mà 4 ngón thì còn kỳ cục nữa. Nó xấu đi, giống như là người aliens. À, trong Sáng Thế Ký đoạn 1
thì Đức Chúa Trời phán, câu Đức Chúa Trời phán được lặp lại 10 lần. 10 tai nạn được đổ trên Ai Cập, 10 điều răn mà Chúa phán cho dân Do Thái, và một cái 10 nữa mà những người cơ đốc nhân rất không thích, đó chính là trả lại phần 10 cho Đức Chúa Trời. Đó. Vậy số 10 là số hoàn hảo, số 10 là số đại diện cho quyền lực của Đức Chúa Trời. Đó. Rồi, sau 10 ngày đó chờ đợi xong thì bắt đầu mới bắt một con cừu. Và con cừu này trong Kinh Thánh nói là một con cừu hoàn hảo. Con cừu hoặc con dê hoàn hảo, không tì vết, không bệnh, không sứt móng, không què, không mù mắt, không sẹo, nó gọi là không tì vết đó. Tại sao vậy? Tại vì con cừu này là hình ảnh của Chúa Giêsu không tì vết. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu số 19, chúng ta được cứu bèn là bởi huyết báo Đấng Christ, dường như huyết báo của chiên con không lỗi không tì vết. Thấy chưa? Thế thì cái con chiên con mà người dân Do Thái bắt để giết, để chớ thay cho họ, đó chính là hình ảnh của Chúa Giêsu. Cho nên con chiên đó phải là con chiên không tì vết, vì cái vết tì vết là biểu hiện của tội lỗi, là biểu tượng thôi, biểu tượng của tội lỗi. Cho nên Chúa Giêsu không tì vết, Chúa Giêsu không có tội. Ok, trong câu quay lại suốt dập ký đoạn 12 câu 6, và chúng ta phải để dành cho đến ngày thứ 14, tức là 4 ngày để dành. Và số 4 là biểu tượng của ân điển. Number 4 là biểu tượng của ân điển. Đó, 4 ngày được nên thánh. Rồi sau đó tất cả mọi người sẽ giết những con cừu đó, mỗi gia đình giết con cừu đó. Và đây là tế lễ duy nhất, tế lễ duy nhất mà mỗi gia đình sẽ giết con cừu. Còn những cái tế lễ bình thường khác á, là chỉ có thầy tế lễ mới làm thôi. Được chưa? Con đọc kỹ nhé, đọc trong Kinh Thánh nha. Chỉ có tế lễ mà cái lễ vượt qua là mỗi gia đình giết con cừu. Đó. Vì vậy cho nên đây là biểu tượng của sự cứu rỗi dành cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người, tất cả gia đình. Đó. Nó nhắc nhở chúng ta trong Roma đoạn 5 câu số 12. Đó. Sự cứu rỗi là dành cho tất cả mọi người. Và giết vào lúc nào? Giết vào lúc chiều tối, là khúc 3 giờ chiều. Và 3 giờ chiều chúng ta biết đó chính là thời gian mà Chúa Giêsu bị chết trên thập tự. Matthew đoạn 27 câu số 46. Ước chừng giờ thứ 9. Giờ thứ 9 đó chính là 3 giờ chiều nhưng chứ không phải 9 giờ sáng nha. Tại vì giờ thứ 9 là bắt đầu, 6 giờ là không giờ nè, 7 giờ là giờ thứ nhất nè, 8 giờ giờ thứ hai nè, 9 giờ giờ thứ ba nè. Đếm riết cho tới 3 giờ chiều đó chính là giờ thứ 9. Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng lên rằng Eli Eli lama sabachthani, rồi ngài qua đời. Đó, sau khi Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn nữa rồi trút linh hồn, tức là ngài qua đời. Chúa Giêsu qua đời vào lúc 3 giờ chiều. Đó chính là lúc mà những người Do Thái, cả người dân người Do Thái giết con cừu để lấy huyết nó trét lên cửa của mình. Bây giờ, vậy cái con cừu mà trong ngày lễ Tết người Do Thái giết, đó là biểu tượng về Chúa Giêsu. Thời gian mà họ giết, đó chính là thời gian mà Chúa Giêsu chết thay cho họ. Bây giờ, vậy huyết mà con cừu đổ ra đã thánh hóa ngôi nhà của họ. Giống như Kinh Thánh chép, Hebrew đoạn 9 câu số 22. Hebrew đoạn 9 câu số 22. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Bây giờ, luật pháp của Chúa là vậy đó. Có tội là phải chịu tội. Mà chịu bằng cách nào? Phải có sự đổ huyết thì mới có sự tha thứ. Và những con cừu đó đã thánh hóa những ngôi nhà,
đã đổ huyết của mình ra, đã chết để bôi lên cửa, để thánh hóa ngôi nhà, để thần chết đi qua. Ồ, thần chết không đi vào nhà. Thấy chưa? Và huyết đã rửa tội lỗi trong răng nhất. Đoạn 1, câu số 7. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau. Và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm chúng ta sạch mọi tội. Hỏi chí. Huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Vậy chúng ta được sạch tội không phải là nhờ công việc. Chúng ta được sạch tội nhờ huyết của Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Đó. Gì nữa? Huyết đó bảo vệ những con người ở trong nhà. Khi mà thằng chết đi ngang thì thằng chết thấy huyết thì sẽ đi ngang qua luôn, không có đi vào. Rồi. Huyết đó của Chúa Giêsu giúp chúng ta khỏi cái cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Ai tin vào Đức Chúa Giêsu thì không còn bị đoán xét nữa. Đó. Và cái con cừu này phải được ăn như thế nào? Chúng ta quay lại trong số cái Nhật ký đoạn 12, câu 8. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt con cừu quay với bánh không men và rau đắng. Bây giờ ăn con cừu đó phải bị nướng với lửa. Lửa là biểu tượng của sự đau đớn. Lửa là biểu tượng của sự đau đớn. Và Chúa Giêsu phải chịu đau đớn. Không phải nhúng nước mà phải chịu trên lửa. Rồi với bánh không men, vì trong cái thánh men là biểu tượng của tội lỗi. Được chưa? Cho nên không ăn bánh có men được, vì Chúa Giêsu không có tội. Thứ hai, thứ ba nữa là ăn với rau đắng. Ăn thịt chiên với rau đắng. Tại sao vậy? Vì nó nói về cái sự không công bằng. Một người con cừu lại chết. Con cừu không có tội mà lại chết thay cho chúng ta. Con cừu không có tì vết lại chết thay cho con người có tì vết. Con cừu không có tội lại chết thay cho con người có tội. Lại cái con cừu đó chính là hình ảnh của Đức Chúa Giêsu, đấng không có tội chết thay cho con người có tội. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu số 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi, đó là Chúa Giêsu, trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Thấy chưa? Nghĩa là cái tội của chúng ta đổ hết lên trên cho Đức Chúa Giêsu. Đây, trong Esai, mở trong sách Esai, Esai đoạn 53 câu số 5. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết. Thấy chưa? Chúa Giêsu đó, người đây là Chúa Giêsu. Nhưng Giêsu đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người mang, chúng ta được lành bệnh. Thấy chưa? Vậy con cừu đó hoàn toàn là hình ảnh của Chúa Giêsu. Và con cừu đó khi được ăn, không được gãy một cái xương nào hết. Để cho Kinh Thánh được ứng nghiệm nói về Chúa Giêsu, khi Ngài chết không một cái xương nào trong răng. Ủa, hết rồi hả? Ok. Rồi. À, trong răng đoạn 19 câu số 36 nói về sự chết Chúa Giêsu như thế này. Trong răng đoạn 19 câu số 36. Điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm thánh kinh như thế này, chẳng một cái xương nào của Ngài bị gãy. Thấy chưa? Hai cái người mà bị đóng đinh cùng với Chúa Giêsu bên trái và bên phải á, thì họ bị mấy anh lính nó lấy cái cây cứng cái gậy á, đập vô cái xương, vô gãy cái xương chân để cho khuỵu xuống, để cho đứng không nổi, rồi bị giãn người lên cho bị chết, thở không nổi chết. Thấy chưa? Còn khi mà họ đến, hai người lính này đến Chúa Giêsu á, thì thấy Chúa Giêsu chết rồi, cho nên không có quánh gãy cái chân, mà lấy cái giáo đâm vào trong hông để cho máu và nước chảy ra. Đó, hai dòng máu và nước chảy ra. Cho nên ứng nghiệm lời Kinh Thánh
tiên tri đã nói là chẳng một cái xương nào của ngài bị gãy. Thì con cừu mà họ ăn trong mỗi ngày Tết á, không một cái xương nào bị gãy. Đó là lệnh của Chúa, lệnh của Đức Chúa Trời mà. Và con cừu đó hoàn toàn là hình ảnh của Chúa Giêsu. Thấy chưa? Và khi mà họ ăn thì phải ăn một cách hối hả, ăn một cách lật đật, ăn sạch sẽ. Nếu mà còn ăn hết thì phải đốt, không chừa lại tới ngày mai. Tại sao vậy? Tại vì trong Giăng đoạn 6 câu số 53, Đức Chúa Giêsu bèn phán: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người cùng không uống huyết ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Thấy chưa? Chúa Giêsu đang kể về cái những cái con cừu đó đó. Đó chính là hình ảnh của ngài. Nếu không nhờ con cừu đổ huyết ra treo lên trên cửa, không nhờ con cừu hy sinh cái mạng của mình cho các ngươi ăn thì các ngươi không được sự sống đời đời đâu. Và cái con cừu đó chính là hình ảnh của Chúa Giêsu. Được chưa? Ở đây không nghĩa là chúng ta ăn thịt Chúa Giêsu là chúng ta được sống đời đời, giống như bộ phim mà ông Ngô Thừa Ân á. Ông Ngô Thừa Ân, cái ông ăn cắp cái câu kinh thánh này, cái ông kêu ai ăn thịt Tam Tạng, uống máu Tam Tạng là được sống đời đời á. Cho nên ma quỷ nó rủ nhau đi ăn thịt Tam Tạng á. Ai coi Tây Du Ký là biết đúng không? Ăn cắp kinh thánh không à. Ăn cắp kinh thánh ra. Đó. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Từ này sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại. Nhưng mà Chúa Giêsu đang nói về hình ảnh của con cừu, nói về sự hy sinh của ngài trong cái con cừu đó, nơi mà con cừu đã chết thay cho, đổ huyết ra cho mọi người trong nhà. Người ta đã ăn thịt con cừu trong nhà để được sống. Bây giờ, chứ không phải là chúng ta ăn thịt và uống huyết của Chúa một cách trực tiếp. Chúng ta không phải là kẻ ăn thịt người giống như vậy. Không phải là carnivores. Ok. Rồi, họ ăn một cách hối hả. Tại sao? Vì đây, sự cứu rỗi một cách hối hả. Vì đêm nay thần chết sẽ đến. Đêm nay thần chết sẽ đến. Các ngươi không ăn, không trét huyết thì các ngươi sẽ chết. Đó. Thầy sẽ dừng lại trong cái câu kinh thánh cuối cùng, Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu số 2, câu kinh thánh cuối cùng: vì ngài phán rằng ta nhậm lời ngươi trong kỳ thuận tiện, ta đã bảo vệ phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi kia. Hiện nay, hôm nay là kỳ thuận tiện, hiện nay hôm nay là ngày cứu rỗi. Thấy chưa? Vậy họ ăn hối hả kể về cái tin lành của Chúa. Tin lành của Chúa phải được giảng ra để cho người ta tin Chúa. Không phải là ngày mai, mà là hôm nay. Vì các ngươi không biết ngày mai ngươi còn sống hay sao đâu. Chúng ta không biết khi nào chúng ta còn sống. Không biết là cái người đó ngày mai không có cơ hội để nghe lời về Chúa hay không. Thấy chưa? Cho nên, các ngươi phải hối hả. Vậy, toàn bộ cái lễ mà Tết của người Do Thái toàn bộ đều chỉ về Chúa Giêsu, từ việc mà bắt con cừu, chờ đợi 4 ngày, rồi làm thịt con cừu, giết con cừu, rồi trét huyết lên trên cửa, cho đến việc mà là phải không được làm gãy một cái xương nào, cho đến việc phải nướng lên trên lửa chứ không được phải nhúng vô nước, rồi khi ăn là phải ăn cách thối hả, mang giày vô ăn là phải ăn với bánh không được có men, ăn là ăn phải với rau đắng, vân vân. Tất cả, và ngày hôm đó phải ở trong nhà chứ không được ra ngoài. Cái lễ vượt qua này, ngày lễ Tết này, toàn bộ đều nói về Chúa Giêsu. Thế giờ, vậy người Do Thái luôn nói về Chúa Giêsu. Chúng ta ngày hôm nay cũng như vậy, chúng ta đang chờ đợi Chúa Giêsu quay trở lại lần thứ hai đối với chúng ta, đón rước chúng ta về với Chúa. Vậy chúng ta phải chờ đợi. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta chờ, năm ngoái chúng ta chờ đợi Chúa rồi, năm nay chúng ta tiếp tục chờ đợi Chúa nữa. Khi chúng ta yêu mến Chúa, chờ đợi Chúa, ngài quay trở lại, ngài sẽ cho chúng ta mão triều thiên của sự công bình cho tất cả những ai yêu mến sự trở lại của ngài, yêu mến được thấy ngay mặt ngài. Đó là toàn bộ ý nghĩa của một năm mới, chứ không phải là
năm mới là giữa những cái phong tục tập quán, cái gì mà tựa lưu vừa cái ta bịa ra. Bây giờ năm mới của người tin Chúa là một năm chờ đợi Chúa, một năm chờ đợi sự hoàn hảo của Chúa, một năm chịu những khó khăn, chịu những bắt bớ, chịu những sự sỉ nhục của người khác, để rồi khi mà Chúa quay trở lại, quyền năng của Chúa được tỏ ra, chúng ta sẽ nhận lấy sự sống đời đời, chúng ta sẽ nhận lấy thân thể vinh hiển. Lúc đó người ta sẽ biết được sự chờ đợi của chúng ta không là vô ích, nhưng mà người ta sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Ok, so hy vọng là chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa của cái năm mới trong phong tục của người Do Thái, được kể trong sách Suất Ai Cập Ký chương số 12. Rồi hy vọng là Mary có thể đọc nhé, và Thanh Bình và Sam nữa đọc từ đoạn 1 cho đến đoạn số 12, thì con sẽ hiểu được Không phải là xem thầy ơi. hả, Không không có thời gian hả? nữa, nói chung nó cũng có trục trặc á quý. Mình cho chị hỏi là ở trong nhà là sao, tại sao Chúa phải bắt ở trong nhà? Hồi nãy cái này nè, cái câu phần cuối á giải thích á. À, ở trong nhà là đây là đối với những người Do Thái, vì đêm đó thần chết sẽ đi ngang qua, và những người mà ở trong nhà thì những người đó sẽ được cứu, được huyết bảo vệ. Này, được chưa? Rồi rồi. Thì đó là cái phong tục của người Do Thái. Ở trong nhà là ở trong đêm đó thôi. Đêm đó ta sẽ hành hại xứ Giê-tô này, những ai ở trong nhà, những ai mà thần chết đi qua thấy cái huyết ở trên cửa thì sẽ không vào trong nhà đó. Còn nhà nào mà không có huyết thì sẽ thần chết sẽ vào. Còn những người đi lang thang ngoài cũng sẽ bị hành hại. Cho nên ở trong nhà trong đêm hôm đó. Ok. Rồi. Ai có câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ không. Ok, so chúng ta cầu nguyện, và thầy cầu nguyện cho quan, để thầy dừng việc chia sẻ đây, để thầy xem cho anh bạn đây bạn ok bạn Sam, chị Hân and Mary. Ok, nãy Thanh Bình mà không thấy Thanh Bình đâu hết. Ok, so let's pray. Thanh Bình thoát ra luôn, không có vô lại á. Ok, let's pray. Cảm ơn Chúa vì buổi hôm nay về bài học của Chúa trong Kinh Thánh. Chúng con là những người tin Chúa, luôn luôn hướng về Chúa trong những ngày Tết. Năm ngoái chúng con luôn luôn chờ đợi Chúa, và năm nay chúng con vẫn tiếp tục chờ đợi Chúa. Và Chúa nói với chúng con là những ai chờ đợi Chúa, chờ đợi yêu mến sự trở lại của Chúa, người đó sẽ được trang sức giống như chim chim đại bàng bay lên rất là cao. Người đó sẽ giống như những người chạy mà không bao giờ mệt mỏi. Tất cả những ai yêu mến Chúa đều như vậy. Vậy thì xin Chúa giúp chúng con có tấm lòng chờ đợi Chúa cho đến ngày mà hoàn hảo Chúa đã thiết lập, Chúa sẽ quay trở lại. Và mặc dù cho những khó khăn trong năm cũ cũng như năm mới sắp tới, những bắc bớ, những khó khăn, sự không tin kính của những người không tin Chúa sẽ đi dập đến, nhưng chúng con xin Chúa giúp chúng con vượt qua những khó khăn đó, để chúng con làm rạng danh Chúa, và cuối cùng chúng con cũng sẽ thấy được quyền năng của Chúa trong ngày Chúa đến, giống như những người Do Thái thấy được quyền năng bảo vệ của Chúa trong ngày mà Chúa vượt qua. Cảm ơn Chúa nhiều lắm, và xin Chúa ở cùng chị Hân, bạn Sam, bạn Mary cũng như bạn Thanh Bình. Cảm ơn Chúa và con dâng tất cả anh chị em trong tay yêu thương của Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa cứu chuộc của chúng con. Amen.